Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng bênh vực quyết định của Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và tố cáo Tây Phương đã lợi dụng vụ khủng hoảng Ukraine như một cái cớ để áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào nước ông. Trong bài diễn văn hàng năm đọc vào ngày hôm nay, ông Putin cho rằng Crimea là phần đất tâm linh của Nga. Ông Putin nói, những biện pháp chế tài của phương Tây nhắm vào Nga là bởi vì vai trò của nước này ở Ukraine dù gì cũng sẽ bị áp đặt, vì cộng đồng quốc tế cho rằng Nga đang trở nên quá hùng mạnh và độc lập. Kinh tế Nga đã bắt đầu khốn đốn kể từ khi Mỹ và Liên hiệp châu Âu áp dụng một loạt các biện pháp chế tài, mỗi lúc một nghiêm khắc, để đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea và hỗ trợ cho phiến quân đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Những biện pháp chế tài, cộng với việc dầu xuất khẩu giảm mạnh và đồng rúp bị mất giá, đã khiến cho Moscow hôm thứ Ba dự báo kinh tế Nga sẽ lâm vào suy thoái trong năm 2015.